Nữ idol Hàn Quốc Jennie, thành viên của nhóm nhạc Blackpink vừa khiến các fan xanh mặt khi bất ngờ rớt hạng ở bảng xếp hạng top những nữ thần tượng thống trị K-pop. Nhiều người lo lắng Jennie đã chính thức lụi tàn ở địa hạt giải trí xứ Kim Chi. Theo Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc, 4 nữ thần tượng K-pop cá nhân hàng đầu về mặt xếp hạng giá trị thương hiệu trong tháng này là Taeyeon của Girls' Generation, Jennie nhóm Blackpink, Kajuha và Hanhee của NewJeans. Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3, Viện đã phân tích dữ liệu lớn của 655 nữ thần tượng K-pop trong các lĩnh vực bao gồm sự tham gia của người tiêu dùng, hoạt động truyền thông, giao tiếp và hoạt động cộng đồng. Kết quả phân tích cho thấy Taeyeon là nữ thần tượng K-pop xếp hạng số 1 trong tháng 3, thu về tổng số điểm là 3.044.758 điểm. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Taeyeon ở vị trí số 1, Jennie của Blackpink đứng ở vị trí thứ 2 với số điểm 2.900.335, Kajuha của Lee Seraphim đứng ở vị trí thứ 3 với 1.890.452 điểm, Hanhee của NewJeans xếp ở vị trí thứ 4. Phân tích dữ liệu lớn cho thấy, các thuật ngữ được liên tiếp phổ biến nhất với Taeyeon là nóng bỏng, đáng yêu và lâu dài. Mặt khác, phân tích từ khóa của thành viên này cho thấy tên album 2X hay từ khóa nữ hoàng âm nhạc là những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất của người hâm mộ về nữ thần tượng Taeyeon. Trước đó vào tháng 2, Jennie cũng từng một lần mất chức đầu bảng, thứ hạng được xác định thông qua phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông và nhận thức cộng đồng của 655 thành viên nhóm nhạc nữ K-pop sử dụng dữ liệu thu thập ngày 18 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2. Taeyeon, nhóm Girls' Generation SNSD đứng đầu danh sách tháng 2 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.473.734, trong đó Jennie của Blackpink tụt xuống hạng 2 trong tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.374.322. GEO của Twice đã vươn lên vị trí thứ 3 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 1.741.680, đánh dấu mức tăng 50,20% về số điểm của cô kể từ tháng 1. Hanhee nhóm NewJeans đứng ở vị trí thứ 4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 1.738.209, trong khi Jisoo của Blackpink giữ vị trí số 5 với số điểm là 1.728.040. Taeyeon, trưởng nhóm của nhóm nhạc quốc dân Girls' Generation, để lại dấu ấn khó phai trong vai trò là một nữ nghệ sĩ solo. Các ca khúc như I, Fall Season hay I Envy You của giọng ca nỗ lực, sâu lắng, đầy cảm xúc giúp người đẹp 8X chiếm trọn tình cảm của khán giả trong và ngoài nước. Ở tuổi 35, Taeyeon đã gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, giành được tổng cộng 34 chiến thắng trên các show ca nhạc. Thủ lĩnh nhóm SNSD hiện là một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất lịch sử K-pop khi sở hữu lượng fan đông đảo. Mọi sự kiện Taeyeon góp mặt đều được người hâm mộ quan tâm đón nhận. Có thể thấy, chỉ mới tháng đầu năm 2024, các thành viên của Blackpink dường như đã mất hút ở làng nhạc K-pop, bị những nghệ sĩ khác vượt mặt. Dù Blackpink nổi tiếng là nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, trong thời gian này, khán giả đặt kỳ vọng vào Blackpink, thế nhưng bốn cô gái lại lần lượt mở công ty riêng, trước mắt chưa thể hoạt động nhóm. Từ khi Blackpink vắng bóng làng nhạc, công chúng đã không còn được chứng kiến hạng mục Billboard 100, kỷ lục lượt xem YouTube, số lượng bán album và stream nhạc số khổng lồ. Một số nhóm nhạc được kỳ vọng có thể thay thế như Twice, Seventeen, NCT vẫn còn cách Blackpink một chặng đường xa.